dễ nhắn tin như mấy bạn. Dạ dạ anh chào, em điệu nói ra lần. Dạ đi em ơi. Dạ dạ anh chào gì, dạ anh chào mọi người. Bây giờ mọi người xe chim nha, tiếp tục tặng tiền cho gì không, tặng cạc điện thoại cho gì và những cái cạc trị giá 100.000 cho gì nha. 100.000 em chơi banh rạp chứ gì luôn, tặng 100.000 luôn mọi người ơi. Thì bây giờ chị em nào mà trúng cạc ngày hôm nay thì liên hệ với cô nhỏ gì quên mẹ này, Tăng Thiên Kim, Tăng Thiên Kim như gì nha. Tăng Thiên Kim ơi, em vô comment cái nè. Rồi bây giờ mọi người nhanh tay lệ chứ xe chim gì em, trời đẹp không gì, em đẹp không gì. Ông quỷ cái này nãy là em cho nó giả gái vô này nọ, nó làm quá gì, làm quá dòng cái thứ mà quần chúng mà làm quá gì, em bắt làm lính liền, bắt làm lính liền. Cũng làm gái mà chị, chứ đâu được làm đàn ông đâu chị. Ủa em là kêu em là thằng lính mà. Mấy tầm ba hả? Cô bé lính. Cái gì? Cô bé lính. Cô bé lính? Ừ. Không tin luôn đó trời. Em dặn nó là không được lố con em. Đó là bây giờ nó dẻ một dùi lố con em luôn. Quá mất dài thiệt sự luôn. Rồi sẽ live stream đi mọi người ơi. Giờ nhanh tay lẹ chân xe chim giùm cho em cái gì nha. Bên em sẽ tặng tiền cho gì là 100.000. Thì bây giờ nhanh tay lẹ chân con chân chờ gì nữa. Thì cái chương trình đặc biệt khuyến mại ngày hôm nay với những sản phẩm cực kỳ tốt dành tặng cho mọi người, ngày hôm nay là sản phẩm Asia Skin, được chuyên về cái dòng tắm trắng ban đêm cũng như là ban ngày, tắm một lần cũng như là tắm hàng ngày, cũng như là body ban đêm cũng như là body ban ngày. Thì bây giờ nhiệm vụ cái nhà mình sẽ chim giùm cho
em thì làm tiếp em đồng quả. Chị cưng, chị quảng cáo chị có để người ta nghe không chị? Chị xin lỗi em thì chị bị thuộc lòng đó cưng. Mọi người thương em, chia sẻ livestream giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhanh tay lẹ chân cho mọi người ủng hộ giùm cho chị em nha quý vị nha. Mọi người cứ chia sẻ nhiều, càng nhiều càng tốt. Một cái chia sẻ chẳng đáng là bao, nhưng mà với chúng em là lớn lao vô cùng. Dạ. Có chân thì chua chốt, có gọt thì gọt, chân có bào thì bào, cho lát đừng có để sọc dưa sọc dừa. Tội nghiệp cho em, tụi em lắm nha quý vị khán giả ơi. Dạ đi đâu mà dội mà già mà dắt phải đá mà té thấy mẹ luôn. Té nặng lắm mấy chị. Rồi. Dừng chân đứng lại đây, đây gian hàng số 2 cùng BD xin mời. Một mình mày BD mày. Ủa vậy hả? Tao có BD đâu. Ờ quên quên. Có BD. Gian hàng số 1 BD 1 ô môi xin mời. Quý bà già. Em đâu môi, em đâu môi như vậy nha. Quý vị ơi, ngày hôm nay sẽ like sản phẩm Oskin, sản phẩm chuyên về dòng tắm trắng quý vị nha. Rất là ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Thì chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em hoặc là inbox cho Tăng Thiên Kim. Tăng Thiên Kim ơi, em vô comment giùm cho anh Lâm nè em ơi. Em ơi. Ok đi Tăng Thiên Kim ơi, Lâm Kim cho nè. Kim cho anh ta liên hệ được nè Tăng Thiên Kim ơi. Đúng rồi, anh bé Tăng Thiên Kim được nhánh tay lẻ chân đi em ơi, xài cho livestream của anh nha em ơi. Thò tay ngọc, thọc tay ngà, ma róc là móc ra chứ đừng có ma rét mà nhét nó vô nha quán chị mình ơi. Ngày hôm nay Lâm like vào một sản phẩm chuyên về dòng tắm trắng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Chuyên về cái dòng tắm trắng mà sản phẩm cao cấp quý vị nha. Nguyên liệu Pháp 100% và ta đã sản xuất tại Việt Nam quý vị nha. Chứ mọi người hãy nhanh tay lẹ chân lẹ tưng lẹ tưng. Lẹ tưng lẹ tưng là gì? Em bị lướt tôi điệu tôi nước. Lẹ chân nha mọi người. Rồi. Tăng Thiên Kim. Đó, Tăng Thiên Kim đã comment rồi nha mọi người. Rồi bây giờ Tăng Thiên Kim đã comment rồi đó. Bây giờ chị em nào mua đồ thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho em nha quý vị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là ủ kích trắng 490 chú 490 ngàn. Thì cái hộp nó bự như thế này. IBD hả? Kể tôi đi ai. Trước Ngọc Tình chào chứ Ngọc Tình là siêu mẫu chứ Ngọc Tình chào, em ơi. Chào siêu mẫu Super Model chứ Ngọc Tình. Em biết không? Dạ biết. Biết hả? Tao tưởng biết rồi, đàn ông biết. Đàn ông biết hả? Không biết. Chùa con là bị lê quá. Anh Lâm thấy mấy không? Dạ má ơi, con thấy má rồi má, giờ má mới xuất hiện. Đây, cái chai nó bự như thế này quý vị nha. Thì mọi người nếu mà đã sử dụng sản phẩm này là tin chắc cũng gì là khoái cái này như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Nhanh tay Hoàng Di lóc nè, trời đất có mày chửi tao chi tao lóc mày nè, mày hiểu không? Con nào ghét thì cứ nói vô chặn liền lóc liền. Tắm trắng luôn. Cái này mà cái tắm trắng mặt được luôn, cũng như là tắm trắng body. Chị em nào mà cần trắng thì liên hệ với em trong tại livestream này. Má lanh dễ sợ, bây giờ không lanh thì chết đói mày. Người ta bán hàng mà không cho tao lanh gì cưng. Tắm mặt được luôn hả chị? Tắm mặt được luôn em này, tắm xả nghiệp đó, con làm nghiệp tụ dành mặt tắm giùm cho tôi. Giống chị chửi em vậy? Tao chửi mày đó có quỷ. Không có quỷ cái mình. Đừng lanh mình đi. Thôi chị xin lỗi em, chị mờ chị. Thôi chị dễ nha, chị dễ chị quà chị quý nha. Thôi. Rồi ủng hộ bà chị em đi, cô bánh chị mình. Tại cái gì không đó, tại cái gì mà chị em xin mới thế nào. Chứ chị em thương em nha mà. Thương nhau lắm á mà mọi người. Thiệt á. Bây giờ mọi người cứ ai đặt hàng cứ comment nha. Rất là nhiều những sản phẩm ở đây phục vụ bác chị mình luôn á. Rồi nhanh tay lẹ chân, bây giờ chị em nào trúng thì liên hệ với em. Ý lộn, chị em nào mua hàng liên hệ với em. Thì cái chai này mình sức cực kỳ đơn giản, mình xài vô cái lòng bàn tay của mình như vậy nha. Thì 490 ngàn và cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Mày sao mày ở mở, mày lính mày mở giùm tao nghe. Bao nhiêu 490 ngàn thì cái chai mà tắm một lần và cái chai tắm hàng ngày như vậy nha, chai tắm hàng ngoài cũng như là ta nói body ban đêm cũng như là body ban ngày, tất cả đồng giá là 490 ngàn. Bởi vì sao sản phẩm là nó hơi cao một xíu nhưng mà tiền nào của đâu gì ơi, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Cái này mình có thể tắm mặt được luôn, một tuần tắm hai lần trên mặt giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Bây giờ sẽ xài rồi, nó lún rồi này chị. Nó lú lên khi nào mà chúng ta mua về cái đó mà bị xìu, chúng ta khều lên. Em nãy em dứt giật lên luôn. Nó giật lên nó cứng ngắc luôn. Rồi nó cứng sẵn luôn vậy. Rồi cái mình bóp ra cái nó xịt ra. Oh, oh my god. Chị không xịt. Anh hết rồi. Thôi chị không xịt chị. Nó không ra. Phải vậy nè. Tại vì mới á chị ạ. Nè. Diễn tục tiểu hả? Con này diễn tục tiểu. Một combo nhiêu anh? Một combo là 1 triệu không? Triệu mấy quên em ơi. Nhanh tay lại chân Tăng Thiên Kim ơi, comment giùm cho anh Lâm. Mấy cái comment Tăng Thiên Kim ơi. Thì cái chai nó màu đen như thế này của gì nha, xài cực kỳ ok, cực sực. Mày kéo áo em chị ơi. Đó, quảng cáo cái này mà còn mà mặc chi cho chọc chọi vậy. Cũng may không, tao kêu mày mướn đồ, mày mướn cái đồ mày như cái mền nãy giờ. Nãy đưa bộ đồ tắm không mặc. Mày không muốn tao mặc đồ tắm, con điên. Ai biết. Chứ tổng đội biết đó quý vị, đây nó rất là trắng quý vị nha, mình xài mình để chừng 15 phút. Ok Nguyễn Thảo một chai, chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho, sữa tắm cực kỳ thơm. Chị em nào mua thì comment số điện thoại giùm cho em. Một combo là 1.470.000 như vậy nha, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhanh tay lẹ chân, ai mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em hoặc là inbox của Tăng Thiên Kim giùm cho bên em. Bên đây đang tuyển sĩ cũng như đại lý chi nhánh toàn quốc luôn. Nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em và Lâm Văn một lần tao lóc mày nha Lâm Văn nha. Nhanh tay lẹ chân comment và mình ủ chừng 15 phút như vậy nha, sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mềm mại.
cái này mình tắm nguyên body của mình luôn, mình tắm nguyên body luôn, mình tắm vú nè, mình tắm vai, mình tắm tay, mình tắm chân. Thôi em ơi, thôi ói chết em ơi, ói chết cưng ơi. Thử cho người ta coi. Mày khùng quá mày ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân, ô cả một bộ luôn, chị em nào mua một bộ Bích Hiền một bộ luôn. Rồi em mua rồi muốn lấy sĩ, chị em nào muốn lấy sĩ thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho em tại trung tâm số điện thoại. Rồi nhanh tay lẹ chân như gì nha, chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em. Mình để chừng 5 đến 10 phút mình gỡ rồi cái lập tức một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Ok VN tư vấn inbox sĩ để số điện thoại giùm cho anh, nhanh tay lẹ chân. Chị em nào mua liên hệ Tăng Thiên Kim, rất là nhiều sản phẩm ở đây. Còn ai muốn mua đi ban đêm thì liên hệ Tăng Kim, ban ngày cũng liên hệ Tăng Kim luôn. Nhanh tay lẹ chân như gì nha. Rồi cứ comment vô đi, hiện tại đang test trực tiếp trên tay luôn trên livestream trực tiếp cho mọi người xem luôn nha. Ai muốn đặt hàng cứ comment số điện thoại lại, Tăng Thiên Kim sẽ có người liên lạc với các bạn nha. Tăng Thiên gọn lẹ. Chà, tao bị khang tiếng rồi mẹ ơi. Đâu cái giọng chị thanh thoát quá trời luôn á. Thanh thoát cái gì, mày có chơi ngải tao không giờ? Không à, mày mã nha. Mày đừng có cướp rồi, tao mày chơi. Tụi anh chị mình ơi, chia sẻ livestream này, sau đó ví dụ mà muốn đặt hàng cứ comment lên nha. 450 490 má ơi, 490 ngàn, 490 ngàn và có một làn da cực kỳ trắng luôn đây quý vị coi. Và khi mình xài nó sẽ bật tông như thế này, trắng bật tông như vậy nha. Xài nếu mà không trắng bên em xả là tiền chỗ vậy luôn, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhanh tay lẹ chân Tăng Thiên Kim, bây giờ mọi người mua có liên hệ Tăng Thiên Kim hoặc là để số điện thoại giùm cho hai chị em như vậy nha. Thì hai chị em đừng xá xa xôi nữa đi, được có những cái phần quà cũng như là những cái cài điện thoại dành tặng cho mọi người ngày hôm nay. Nhiệm vụ của gì là bây giờ chia sẻ livestream cho em cũng như là mua đồ giùm cho em là 490 ngàn của chai như thế này. Và sau khi mình tắm một bước xong thì chúng ta kết hợp với sử dụng cái chai giùm cho em. Ờ, xài rồi ok lắm hả Mai Quỳnh ơi, xài rồi ủng hộ giùm chai được không? Ủng hộ giùm chai được không? Anh muốn xài tiếp. Trời đất ơi, xài là xài banh rạp cái gì nha. Chị Trang Lai, em chào chị Trang Lai yêu của em nè. Đây, quý vị cởi đồ ra đi, cởi đồ nóng quá em ơi. Chị ngựa chi vậy? Ngựa ngựa đồ mày chặt quá mày hiểu không? Đó, ngựa hồi nãy tôi nói mặc mặc áo tắm đi không chịu. Đó. Em khoác lên vai chị đi em ơi, nhìn nó bị thô quá cưng ơi, thô tục tiểu quá. Đó, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó quý vị không, đó thấy không, nó rất là cái gì vậy? Nó cũng kỳ quá hả, khỏi luôn chị ơi, nó bị kỳ quá em, nó không có đẹp đây nè. Đúng rồi, nó vậy nó sẽ đẹp hơn như gì nha. Thì chị em nào mua bây giờ comment giùm cho em. Thì hai chị em bán đồ mà tao nói cực khổ đó gì ơi. Tao nói hai chị em tao nói đường xa xa xôi đến đây có những cái chai tắm trắng là 490 ngàn cái chai tắm lần này. Còn nếu mà chị em nào mà muốn tắm hàng ngày để toilet bà đầu ấy tắm, bà hoài tắm, con cháu tắm, đúng không em? Đúng vậy. À, có anh chị mình ai cũng xài được hết, người lớn người nhỏ gì xài được hết luôn. Chứ có mấy đứa mới đẻ ra đủ xài nha. Đúng rồi, mới đẻ ra là trắng sẵn rồi, đúng không được xài. Còn đứa nào mà mới đẻ ra mà đen quá là vô nghiệp nhiều quá đó. Mấy lớn chị chửi nít chữ chị. Nít mà cũng chửi quá em mất mất dạy. Đứa đó kỳ ha. Tuổi kỳ sợ em. Sợ hết dễ sợ. Rồi em một chai ok nguyên trần để số thoại. Chị em nào mua để số thoại giùm chị em cái gì nha. Đây cực kỳ trắng và cực kỳ bệnh màng. Xài mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Bán một bịch cảm ơn quý vị. Thôi mặc đồ đi, tôi mặc đồ kỳ trắng hơn. Thì ta sử dụng cái chai y chang như vậy luôn, y chang vậy mà tắm hàng ngày giùm cho em như vậy nha. Đó thì cái chai như thế này tắm hàng ngày như vậy nha là 490 ngàn luôn. Thì bây giờ chị em là mua để số điện thoại giùm cho em. Và khi mà mình xài xong thì da chúng ta đã trắng rồi thì mọi người xài cái body ban đêm cũng như là kèm body ban ngày and cái body ban ngày giùm cho em như vậy nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Lấy 5 combo bán thử ok vậy. Chị em là mua combo cứ để số điện thoại giùm cho em. Một combo mà ở Malaysia giữa tháng em về ok, em có giấy kiểm định không, hãy yên tâm giùm cho anh, quên em giấy kiểm định mẹ rồi. Nhưng mà chắc chắn những sản phẩm quảng cáo đều là những sản phẩm mà phải chất lượng thì mọi người mới giới thiệu cho mọi người sử dụng nha. Dạ đúng rồi quý vị, xài một chai thôi đã trắng liền rồi nhá quý vị nha. Một chai thôi là da chúng ta bật tông cực kỳ rồi nhá quý vị nha. Không cần mà ta nói mà hết chai, một chai thôi là da chúng ta đã bật tông và sáng lên tức thì rồi. Và sau khi mà trắng mở đi gái ơi, một combo là anh làm luôn nha. Đó kia tao là tiên nữ chứ mày. Rồi, bên trên tay chị tiên, cô chú tiên. Chú tiên nữ. Chú tiên nữ chứ gì nha, em là chú tiên nữ. Từ bây giờ chị em nào ủng hộ chú tiên nữ thì nhanh tay lại chân đeo gì thấy không? À. Khi mà mình xức lên là da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lại chân 490 ngàn, không bết dít nè, không vàng lông nè, không mà bị mà ta nói ngứa ngáy chăm chích gì hết trơn trọi. Chỉ cần để số điện thoại là được như vậy nha. Cảm ơn vậy. Rồi mua trong livestream cũng gì bây giờ mua là coi như là mẹ của em nói thiệt. Ai mà mua bây giờ vỗ tay nha, ai mua bây giờ ủng hộ là vỗ tay. Hàng là em vỗ tay rầm rầm đi. Đúng rồi. Được free ship khi mà đặt trong livestream này nha mọi người nha. Một sản phẩm mà tẩy trắng á là 490 ngàn, còn nếu mua một bộ combo gồm có 4 sản phẩm thì chỉ có giá là 1.470.000 thôi, rất rẻ luôn nha. Ê mấy con mà tao comment tụi bay gắn não đi, an toàn không anh ơi, không lẽ giờ tao bán cái này, sản phẩm bán này thì thôi tụi bay đừng có mua. Cái này nó không an toàn, nó ghê lắm. Sức vô cái bị ung thư da.
rồi xuất vô cái nó bị lỡ lét tùm lum cái ghê lắm, tụi bay đừng có mua. Rồi ai mua mấy mẹ? Rồi ai mua mấy mẹ? Mày hỏi câu xàm xíu sản phẩm người ta mà sản phẩm chuyên nghiệp, nhập khẩu đồ đàng hoàng. Trời đất ơi, hỏi an toàn không anh mới mát một xí ma xí mứng à. Giờ lấy em một combo, ok chứ Phạm? Okay. Rồi nhanh tay lại chân chị em nào mua để số điện thoại dùm cho em hoặc là qua Facebook của Tăng Thiên Kim dùm cho em để theo dõi sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả, xài cực kỳ ok như vậy nha. Chị em nào mua thì comment số điện thoại hoặc để lại số điện thoại Nguyễn hoặc là Thảo Nguyễn Thảo luôn, để lại số điện thoại hoặc là chi nhánh đại lý cũng liên hệ Tăng Thiên Kim cho em luôn. Có những cái chiến dịch cực kỳ ưu đãi cho mọi người, cái gì vô mà tao nói làm mà tao nói nhà phân phối đồ thì bên đây sẽ mướn em về lên chim cho mọi người. Còn bữa nào em bận thì em bắt cho nhỏ này đó, hai chị em thay phiên nhau để phục vụ mọi người nha mọi người ơi. Trinh Ngọc Trinh. Ok, Trinh Ngọc Trinh luôn, nhìn mặt ác như sợ, mặt gì đẹp đẹp ác ác đẹp ấy. Mặt ta hiền cũng chết, Phúc Hồng chết rồi chị. Dạ, ủng hộ cái gì mệt quá mọi người ơi. Nước độ cũng chết luôn vậy đó. Rồi, xài mặt được luôn nha gì nha. Bây giờ em làm xài mặt. Em là em được xài mặt như vậy nha. Còn cái gì mà bây giờ muốn xài mặt thì xài mặt giùm cho em. Nhưng mà cái này nó khuyên là xài body thôi như vậy nha. Dạ, nhưng mà em xài mặt của em bên sao? Ok, Emily Bin. Emily Bin. Nhỏ tên tên đào nghe thốn nha em nha. Ok, mấy đinh một bộ luôn. Phi ship cho mọi người luôn. Thì chị em nào mua thì phi ship cho vậy luôn nha. Cảm ơn mọi người. Em một bộ luôn. Ok, Trúc Phương Lê, cảm ơn. Ok, ok, Trúc Lê, Trúc Phương Lê nha. Trúc Phương Lê thêm một bộ nữa. Mình chia sẻ đi rồi ai đặt hàng cứ comment trực tiếp vô nha. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Chị em nào mua thì để số điện thoại dùm cho em. Ok, Gia Minh Hữu luôn kìa. Gia Minh Hữu luôn, để số điện thoại. Mọi người mua cứ để số điện thoại anh Bin Ngô. Em chào anh Bin Ngô nè. Là cái gì vậy? Tẩy trắng da, tắm trắng nha, dưỡng trắng. Đây sản phẩm của ACE Skin. Chính vì vậy mọi người nhanh tay lẹ chân đến với sản phẩm này. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Quá trời số điện thoại. Bây giờ chị em nào mà chưa sở hữu sản phẩm này thì nhanh tay sở hữu giùm cho em. Đảm bảo một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Cảm ơn vậy đẹp cái quá à. Đẹp cái ủng hộ giùm cho em. Người đi về ngừng hộp ủng hộ em chưa nha. Nhanh tay lên. Nhanh tay lẹ chân lên. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết cho chị nha. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Like từ hồi chiều đến giờ mà không mệt hả Su, thì làm sao mà mệt được nè Su. Sẽ ghê. Đúng rồi. Đó thì chính là cái động lực của chị em. Thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em trai. Để tụi em có động lực như vậy nha. Bởi vì tụi em là mang trái tim tình nguyện ra đi lòng không lưu luyến. Mang trái tim tình nguyện tuổi xuân hiến dân cho đời. Tức nghĩa là tụi em livestream chỉ bằng cái đam mê của mình thôi. Yêu nghề tao cái gì. Không nghề có tiền bạc gì trơn. Dạ đúng rồi. Những ngày không đi diễn tụi em sẽ ngồi đây livestream gặp gỡ. Đó. Không có một đồng bạc nào trên dạ, trời. Chị em như là hợp tổ dân phố gì đó. Dạ. Đó là đâu có tiền bạc hay đâu gặp gỡ mà. Không, cái chuyện đó gọi tiền. Mày khùng, mày bữa mày hứa tao. Mày điên. Trả tiền mẹ ơi. Mày chị em mày khùng lấy bạn tiền gì? Chị em thì bạn kêu tôi qua đây livestream. Tao nói là em ơi, em qua livestream đi bạn hiền. Mày nghe là gửi tiền, mày khùng rồi mày ơi. Tin nhắn chứ không phải điện thoại đâu mà cái lỗ. Vậy là con tao mới đẻ nó nhắn á. Rồi ủng hộ giùm cho em người trai 490.000 nha quý vị nha. Nó đang suy nghĩ, luôn, không biết làm sao luôn vậy. Thì ủng hộ chị em được gì ơi. Xài bao lâu thì mới trắng, em nói gì xài một lần thôi đã trắng rồi. Da tao đã bật tông cực kỳ, bây giờ mày chưa suy nghĩ được hả? Ủa cuối cùng có tiền không vậy? Có tiền em nói chứ. 490.000 một chai. Một bộ combo là 1.470.000. Comment đi mấy bà nào ơi. Ai mua đặt liền nha, đặt hàng liền cho em. Mấy má ơi, ủng hộ đi má, thiệt sự nói chuyện mệt quá má ơi. Dạ chai là 490.000 cái gì nha, xài một lần là trắng liền những gì nha, bật tông tức thì luôn. Da ai mà đen quá cũng như mà da đen bẩm sinh nó sử dụng một lần là phái liền những gì nha. Em muốn mua sỉ AK vỏ inbox cho Tăng Thiên Kim dịp cho Lâm. Test lại ủ trắng hả? Đây tôi test cho mày đi. Rồi, bây giờ dạ cuối cùng cảm ơn mọi người em đã được ủ trắng. Sang áo liền cương ơi. Đây nè. Rồi. Này nó hơi đen hơn những cái khác bởi vì sao? Cái này là tinh chất than tre nha em nha. Cũng như là collagen, nó sẽ làm sáng da, mịn da cũng như là tao nói bật tông tức thời. Mày hiểu không? Không. Rồi mày tự mày so anh đi, mày đâu phải má tao đâu mà tao tự làm cho mày. Tiền bạc có nhiêu mà kiếm. Mày sao đó mày làm yêu nghề? Thì thôi thôi yêu nghề yêu. Đó thì mình để lên 15, 20 phút như vậy nha. Lập tức mình gỡ ra cái da bật tông cực kỳ luôn. Thì bởi vì em khuyên quý vị nên một combo giùm cho em. Thì nó sẽ có giá ưu đãi hơn cho mọi người đó. Mày che mặt tao luôn đi. Lấy em 2 chai, chị em nào mua 2 chai để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Mai Phạm ơi tao lóc mày nha, Mai Phạm nha. Mày đang coi livestream tao mày bớt sầm sàm giùm tao nha, tao lóc liền nha. Mai ơi mày nói chuyện có gì lịch sự đi Mai ơi. Mai mày vô duyên vô dùng quá. Mày tên là... đẹp quá trời, mày nói chuyện kỳ với mày á. Mai là mùa xuân hoa về nè. Tên Mai vui vẻ. Mai là thuộc dạng là giang mai mày hiểu không? Trời ơi nặng quá mày em.
Nhẹ nha. Nhẹ hai em thơ. Người ta là mai hoa nở, còn mày là thuộc dạng giang mai, mày hiểu không? Dạ quá. Chị khốn nạn lắm em ơi. Ok, ca võ, ok, chị em nào mua để số 7 ủng hộ cho em. Comment số điện thoại lại ai, đặt hàng cứ comment số điện thoại lại nha. Trời ơi, da là da trắng nhau vậy nha. Trắng là trắng bật tông, trắng là trắng không thì vết, không lộ vân kem, không hề gì trơn trọi nhau vậy nha. Lông mi đẹp quá hả, lông mi đẹp, ủng hộ giùm cho em trai nó vậy. Ok, Di Phạm, chị em nào mua để số. Càng tặng sợi lông mi. Đúng rồi, ai mua cho tấm trắng, tặng cái tặng hắn. Ok, chị tặng rồi hả? Tặng rồi đấy em. Chữ hay quá, đúng rồi, cái gì phải chữ vô mặt tụi nó mới sợ cái gì ơi. Rồi bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em, chai nó bự, rất là bự như vậy nha, xài cực kỳ ok. 490.000 một chai, còn nguyên một bộ combo 4 sản phẩm thì là 1.470.000. Đúng rồi, đi đâu mà dội mà vàng mà dắt phải đá mà hoàng phải dây dừng chân lại nữa đây. Mua giùm cho em một chai tấm trắng sức cho đỡ buồn như vậy nha. Ví dụ nhiều khi mà lâu quá chồng mình nó đụng mình, chồng mình nó chê biểu mình, chồng mình nó không có lời gần mình nữa quý vị, cái mình ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Ừ. Tối nay là được thị tẩm liền. Thị tẩm liền. Đó, nhiều khi mà nó không đụng mình, tao nói xích cái này lên một cái là tao nói đẻ bốn đứa. Nhàn luôn sao toàn. Sao em? Trời ơi, hôm bữa em ế quý chị. Cái em xài một chai này thôi. Dọc đường về hả, từ Thủ Đức mà anh đi về quận 7 đó. Ủa mày là lính mà ở đâu mà chứ quận 7 Thủ Đức? Ủa em chứ em đang nè. Từ ở trên kinh. Trên kinh mà đi về tới mà hết kinh luôn á. Là hết gì? Hết cái kinh là ra khỏi kinh. Trời ơi. Em hốt hết luôn. Hết luôn. Trời ơi, mấy anh đầu đường nè, giác nè, trời ơi. Chéo xe thồ nè, em lụm sách. Ngựa nai heo bò quất luôn. Ủa cái đó tôi chưa nói sao bà biết? Tôi đoán vì đẹp quá hiểu không? Trời ơi, xuất sắc xài là xuất sắc cỡ đó nè. Xuất sắc, mẹ. Em nói xài là xuất sắc nha. Em mua được không? Chị em nào mua ủng hộ, ok, Diệp Lê số điện thoại luôn. Chị Diệp Lê ơi, xài mà không hiệu quả thì bên em sẽ hoàn trả lại tiền nha chị yêu ơi. Xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Rất là ok nha mọi người nha. Xài đó ok, tụi em mà tư vấn có tâm nữa nha quý vị nha. Rất là có tâm luôn quý vị. Vừa xài lên lòng bàn tay của mình mà vừa tư vấn bằng cả trái tim của mình. Thì mọi người ơi, tại sao mà vô đây vừa coi chương trình giải trí vui nhộn, vừa những sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ đáng yêu, thì mọi người tại sao không mua, đúng không mọi người? Rồi nhanh lên mọi người ơi. Mọi người đặt hàng đi, cứ đặt hàng là comment số điện thoại mình vô nè. Hiện tại đang test trực tiếp trên tay mình luôn đó. Một xíu nữa sẽ chùi ra cho mọi người so sánh nha. Dạ, con quỷ nào kêu con su viên tao lắp hết nha. Tao lắp hết nha. Ok, Nguyễn Tài một chai hai má vui quá hả. Con su viên với tao vô viên. Con nào mà khen con su tao lắp hết. Tại chị viên sẵn rồi. Em mới viên đi thôi à. Chị này. Đau mẹ. Ủng hộ nha. Viên hả? Lấy em hai chai đi, ok, nhỏ để số thoại nè. Viên quá trời hả? Cũng không vậy, ủng hộ giùm cho em. Gì? Chùi được chưa? Rồi chùi đi em ơi. Rồi bây giờ em sẽ cho gì thấy những cái sự bất ngờ như vậy nha. Liêu liêu hả? Cảm ơn gì hai người dễ thương hả? Dễ thương ủng hộ như vậy. Mọi người mới vừa tẩy xong nè đây. Mọi người nhìn đi. Đó. Là tay này, tay này phải không? Tay này nè. Rồi tay này nè. Đây rất là trắng quý vị nha. Da bật tông cực kỳ. Bây giờ em xức thêm một miếng nữa. Xức lên một miếng body giùm cho anh. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, chốt hàng cho chị nha. Rồi bây giờ chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em sẽ chốt hàng cho chị. Hạnh Phan ơi, em chào em nè. Khép mỏ đi, làm tôi bắt hàng, kêu tôi khép mỏ là quỷ khùng. Ngọc Tiên, ok, Trinh Trinh. Rồi nhanh tay lẹ chân chị, 490.000 tất cả những sản phẩm ngày hôm nay. Và những sản phẩm là nhập khẩu từ Pháp 100% và sản xuất từ Thái Lan như vậy nha. Để số điện thoại giùm cho Lâm. Cảm ơn vậy. Anh Phương Tùng Dương em chào anh. Khánh Duy Phạm tấm trắng luôn. Cười mỗi miệng hả. Một set bao nhiêu? Ê con quỷ điên mày sức cái gì vậy? Đây là giới thiệu cho mọi người đừng nên bao giờ sức quá nhiều như vậy. Sức quá nhiều như vậy là sẽ rất là tốn. Tốn. Và đặc biệt là rất là giả, nhìn nó kìa. Kìa không? Quỷ ba giờ. Chùi làm lợi. Nó sức như là ông nội nó để lại hay sao ơi, vậy? Sức ít thôi. Mình đó sức... là em làm một ví dụ. Ví dụ cho mọi người. Chết mày cho tao nha. Nha. Cho mọi người rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm liền. Bé đủ thì hôm nay rồi mày xuất hiện giùm tao coi. Ok Ngọc Trinh luôn nè. Đồ bé Nai nè, bé Nai nè. Thấy chưa? Rất là trắng quý vị, xài là mê liền, em nói gì? Xài là mê liền quý vị, dù nhiều khi mà những chị em mà chết cái sản phẩm này. Và Skin Asia, một sản phẩm cực kỳ nổi tiếng bên em luôn. Ai xài 10 người là khen đúng 10 người như không, gì nha. Không có tác dụng phụ gì hết nha. Không có nha. Không tác dụng phụ, khác dụng phụ bà nội em cũng dám sức lên mặt em quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị, cho em một set ok áo dài xuân quyết. Cảm ơn áo dài xuân quyết, rồi để số điện thoại giùm cho anh đi kia gái yêu. Gái yêu, áo dài xuân quyết nè. Số điện thoại lại bạn ơi, ai đặt hàng comment lại số điện thoại nha.
có số điện thoại mới được nha. Dạ phải số điện thoại, bởi vì bên em lọc cái máy đâu chị, có số điện thoại bên em mới điện như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Có bán con đằng sau không Lâm về nuôi hả? Con đằng sau khó nuôi lắm chị, nó khó ăn khó ở lắm nha. Ờ, cảm ơn quý vị. Áo dài xin quyết để số điện thoại luôn. Dạ một set để số điện thoại cho. Ok, ok, áo dài xin quyết đã cho số điện thoại rồi kìa. Cảm ơn Tài Trung kìa. À, Tài Trung số điện thoại luôn. Ok, võ xin quyết số điện thoại luôn kìa. Giỏi quá trời giỏi. Mình phải giỏi xin quyết à. Dạ cái này mình có thể sức mặt luôn, dạ một tuần sức một lần dùm cho em thôi. Dạ để tẩy tế bào chết của người da chúng ta đẹp hơn, sáng hơn, bệnh màng hơn. Su su đẹp quá lóc. Dạ mọi người ơi, đặc biệt á là không bị bớt, cũng không bị rít nha. Nó rất là thoải mái, như là da tay bên đây nè. Tay bên đây là chưa sử dụng, tay bên đây đã sử dụng rồi. Đó, nó trắng hơn rất là nhiều. Và da rất là trơn tru luôn, không có bị rít hay là khó chịu gì hết nha. Rất là thoải mái nha quý vị nha. Rồi nhanh tay lại chân chị em là mua cái ủng hộ giùm hai chị em. Dạ Nguyễn Thảo số thoại luôn. Yêu quá hai má, yêu thì xe chim xe ơ giùm tụi tôi đi trời. Ok, ok 4 set ok thôi. Số thoại lại luôn đi. Cứ để số thoại giùm bên em thì chị em sẽ thay phiên nhau điện và tư vấn với mọi người một cách nhiệt tình như một cách đáng yêu như mọi người ơi. Chị Việt Hương chứ vui lắm mà sao nhỏ cũng tên Việt Hương mà nó kỳ quá em ơi. Nhà có bò viên, ăn nhiều bò viên giùm cho anh nha em ơi. À, cần quá cần ủng hộ như vậy. Lucy cao rồi nè, chào Julie cao nè, lấy một combo rồi để số thoại. Chị em nào mua combo thì để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha. Vì thấy Út Hường mà, thấy em nha em ơi. Thấy Út Hường rồi, để số điện thoại giùm cho em. Một combo gồm những gì? Một combo là một cái chai tắm một lần như thế này, và một cái chai tắm hàng ngày như thế này, và một chai tắm ban đêm, ý là một chai body ban đêm, và một chai dưỡng body ban ngày. Thì body ban đêm thì chuyên về cái dòng mà dưỡng da ban đêm như vậy nha. Và những tinh chất là thập thụ vào làn da chúng ta, giúp da ta sáng lên, mịn hơn như vậy nha, và đẹp hơn. Và đặc biệt là cái mùi thơm rất là quyến rũ. Rất là thơm nha mọi người. Thơm lắm luôn. Còn cái chai ban ngày, chai ban ngày là bên em có cái dòng mà ta nói chống nắng. Chống nắng là mình sức lên cái là sẽ chống nắng kiểu gì luôn. Ví dụ nhiều khi mà chị em mà chạy ngoài đường ngoài xá đồ mà nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, xin nắng trong chiếu vào da là nó không đen như vậy nha. Không đen luôn. À, ok quá trời người mua rồi, dù cảm ơn mọi người. Rồi cái gì ơi, một combo là gồm 4 món nha. Tẩy trắng một lần, tẩy trắng hàng ngày, và hai cái set dưỡng đó là ban ngày và ban đêm. Dạ. 4 món chỉ có 1.470.000 thôi. Dành ba lẻ chân quý vị nha. Dạ 490.000. Thì chị em nào mua thì ủng hộ giùm cho hai chị em sử dụng cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả luôn. Rất là ok như vậy nha. Xài một lần là mê liền. Da ai mà đen quá thì sử dụng cho em. Bên em có bán rất là nhiều loại sản phẩm như vậy nha. Và ngày hôm nay là sản phẩm cao cấp như vậy nha. Nó có giá là 490.000. Thì bây giờ chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em thì bên Salo cho vị như vậy nha. Nhanh ba lẻ chân quý vị nha. Tiền nào của nấy nha quý vị ơi. Mỗi cái giá nó đều có một cái tác dụng khác nhau hết. Dạ nhưng đối với sản phẩm này sẽ trắng mà nó trắng từ từ như vậy nha, chứ không có trắng bật không như sản phẩm khác. Nhưng vậy nha, nó trắng từ từ lên, nó nuôi dưỡng làn da chúng ta và ta nó giúp da chúng ta sáng lên, mịn lên và ta nó đẹp hơn như vậy nha. Cảm ơn chị. Cái gì trắng từ từ á thì nó cũng nhả rất là lâu. Ví dụ mà các bạn ra nắng á một hai lần không sao, có nhiều loại nó làm trắng rất là nhanh, nhưng mà khi mà các bạn ra nắng á thì nó sẽ khiến cho mình dễ bị đen trở lại nha. Nó xuyến nó chờ mẹ mày. Ủa chờ chi? Đúng vậy đó. Ủa gì hả? Nãy mới la nhỏ trắng quá hiểu không? Yeah. Hồ Duy Hải chào Hồ Duy Hải. Bớt đụng chạm nha mày nha. Mày mới vô nghề mà sao mày còn chạm nha mày. Nó mới bốc lai mày, nó coi lai gì chết mày, nó lấy tiền lại cho mày. Yeah. Mày không biết cái đâu, chị nói hết trơn. Ừ, cái ê. Nó không biết hả? Ừ. Nhà chị nói nó không biết hả? Ừ. Chị nói em. Ừ. Chị gọi chị nói luôn đi. Ừ, xin lỗi em. Miệng như xì bo hả, kệ tao đi ba. Ok, Tài Trung số thoại luôn. Chị em nào mua cẩm cơ tơ đó, mày nói phụ tao với mày. Xe xì bo mắc tiền lắm các bạn ơi. Ừ. Phải đơn giản lắm nha. Rồi bây giờ ai lấy thì cứ comment số điện thoại mình lên nha. Cảm ơn Tài Trung nè. Rồi một chai á, một chai mà tắm một lần, có nghĩa là những lần đầu tiên mình tắm là chai màu đen này nè đó. Ở trong tinh chất là màu đen nha. Ừ. Là tắm một lần đầu tiên. Mình tẩy ra như hồi nãy Xu Xu mới vừa tẩy cho mọi người coi. Xu Xu là em đó. Cô Lính đó. Cô Lính à? Cô Lính Thủy đánh bộ mọi người. Cô Lính Thủy bộ à? Đây nè đó, trắng lên liền. Rồi còn cái chai này á là mình để trong toilet, để trong nhà tắm á, để mà mình tắm mỗi ngày, mình tắm giống như sữa tắm vậy đó, nó sẽ dưỡng da cho mình trắng đẹp rồi hơn. Sau đó đây là hai chai, một chai ban ngày và một chai ban đêm. Hai chai này sử dụng để dưỡng da mình nè, vừa tắm trắng mà vừa dưỡng da mình luôn, thì nó sẽ rất là đẹp. Và bốn bộ sản phẩm này, bốn sản phẩm trong một bộ chỉ có giá là 1.470.000 thôi. Ừ. Còn nếu một chai tắm trắng không á thì sẽ là 490.000. Ai lấy thì cứ comment lại combo hoặc là một chai lẻ
thế nào cũng được hết nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lại chuyên như vậy nha, cái nào cũng được hết rồi. Bây giờ mọi người mua okay, là gì Nguyễn em? Tài, hai okay. Trái trắng nè, cảm ơn trời đã coi Nguyễn Tài đẹp trai đồ muối nè, mày coi nè muối nè, trời đồ coi ngon, Nguyễn Tài ăn ngon vừa miệng. Ồ Nguyễn Tài ơi, rồi một chai. Một chai dùm cho em Phương Lan, chào Phương Lan nè em ơi. Ok, okay quá Lan. Trời người mua luôn kìa, okay, Hạnh Trúc một chai luôn kìa, cảm ơn em nha. Rồi nhanh tay lẹ chân như gì nha, chị em là mua để sớ lại dùm cho bên em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một bộ 4 món, một bộ 4 món luôn, 4 sản phẩm luôn, chỉ cần một bộ duy nhất này thôi là mình đủ các sản phẩm rồi, không cần phải mua thêm cái gì hết trơn trời á. Rồi nhanh tay lẹ chân, chị em nào mua thì để sớ lại dùm cho em. Ok Ngọc Trinh một bộ luôn, chúc ăn chung, cảm ơn em, chúc ăn chung. Ok Trinh, Ngọc Trinh chương của mình phải không? Không biết không? Hello Ville, dạ. Ville, ôi trai lắm, ngon ăn dạ. Vừa miệng. Nghe nói anh ngon lắm hả? Ngon lắm. Ê nhóc con, em có đang rảnh hôn. Nếu em rảnh thì ăn cái con này đi. Ăn chị đi các em. Ăn đi quý vị. Ok lắm. Tắm con cu có trật. Mày cũng dám đọc mày hay thiệt. Ai biết em thấy tắm con cu có trắng không? Nè mày muốn trắng thì mày ra cái tiệm mà tao nói nứt ra lèo đó. Ê mày mua cái nước lèo cho tao, mày nhúng vô rồi mày giật ra một cái là nó trắng nõn. Trời ơi nhiều khi hả, rút một cái giật lên thành con gái luôn. Thành con gái trời luôn ơi, nó tiêu rút lại như này. Cái bà bút lèo bà múc rồi mà bán người ta luôn. Ta tưởng nó miếng tái mà hơi dài à, mẹ ăn không? Không. Sao hả? Thôi thôi ăn còn sống mà. Mẹ ăn đi. Thôi mày không mày thích mẹ ăn. Ăn mấy mà. Thôi mẹ ăn đi. Thôi ăn. Thôi. Thôi hai chị Tăng Thiên Kim hả? Ok gì rồi ủng hộ giùm em chị nha. Con Tăng Thiên Kim nó đẹp lắm gì không? Tăng Thiên Kim ngày xưa là hot girl gì vậy? Đẹp lắm cái gì ơi, ngon ăn vừa miệng eo o đồ ta nói ngực đồ ta nói ngon ăn lắm cái gì. Bây giờ mọi người qua Facebook của Tăng Thiên Kim giùm cho em và liên hệ với Tăng Thiên Kim giùm cho em để được làm xỉu như làm chi nhánh để bên em có những chiến dịch ưu đãi mọi người cực kỳ tốt nha quý vị nha. Đây nè mọi người ơi, đó chai này lẻ đó là 490 ngàn, ai đặt cái gì cứ comment lại a hai anh họp rồi. Cảm ơn em bộ nha anh, cảm ơn Thủy Thủy nè. Rồi quý vị Thủy ơi có số điện thoại rồi nè. Bây giờ chỉ còn có 60 phút nữa thôi, chính vì chị em sẽ đứng dậy và trò chuyện cùng mọi người nha mọi người ơi. Thì sản phẩm rất là trắng quý vị ơi, chị em ngày hôm nay tư vấn rất là mệt mỏi cũng như là chán trường ngày hôm nay. Thì quý vị thương thì ủng hộ chị em để chị em có tiền mà quá trang đồ này nọ cũng như là muốn phục trang đồ này nọ để phục vụ của bác chị mình. Đó những cái tiết mục như thế này trên sân khấu gì sẽ không được thấy đâu. Quý vị coi được live stream thôi. Chỉ có trên cái kênh hàng online của này. Kênh mua hàng trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Đúng rồi, em cái kênh mua hàng trực tiếp tuyến hàng đầu Việt Nam, chỉ có em mới có thôi. Cái chương trình của bên em như cái siêu thị đúng không vậy? Lâu lâu mới có một kỳ chứ không phải hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có. Dạ đúng rồi nhớ chị nha, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Ủng hộ 4 món như thế này là chỉ có 1.470.000 thôi, ai lấy thì cứ comment combo kèm số điện thoại. Còn nếu mà ai lấy một chai thì là 490.000 nha. 490.000 nó quá rẻ gì, ở đâu mà ra chương trình mà dễ thương mà đáng yêu vậy. Bây giờ ngừng chai giùm cho em 5.700 con người. Ok Vũ Khuyên thấy mày rồi mày comment quay cho khách xem lại hai cái tay sau khi test. Ok nè, đây nè khách ơi. Đó. Đây có gì thấy không? Là hai bàn tay. Thấy bàn chưa? Tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống ánh thật trắng như ngọc. Mẹ bầu dùng được không? Được kìa. Dạ bầu sử dụng được nha vậy nha, bầu sử dụng được vì có con nhỏ thì cho mày con mình sử dụng xong mới nói bên mình sử dụng xong rồi tắm rửa sẽ cho con mình bú nha vậy nha. Không nhưng sao mà có thể như nè, một cái gọi là một cái kỹ thuật, một cái kinh nghiệm đó là khi mà chúng ta sức body á thì chúng ta chừa một cái khoanh nó lại. Chừa cái khoanh đó lại đó, con mình bú được nha, không con sao. Con mình bú được. Chừa cái khoanh đó lại đó. Chứ sức vô nhiều khi nó bay màu, con mình không biết đường để ngậm đó. Đúng rồi, bữa đó quý vị là bây giờ mình phải cẩn thận nha. Bữa là em bán cho bà kế bên em đó. Rồi sao? Bán bà sức hết người mày. Rồi sao chị? Chồng qua chửi tôi quá trời. Sao chửi? Le lưỡi ra trắng chách. Trời ơi. Ủa sao tự nhiên bả sức mà ông kia trắng chạch vậy? Tao không biết được, nó qua nó khen, nó hiểu không? Nó trời Lâm anh bán kem tốt dễ sợ luôn, chồng em lưỡi trắng chách. Ừ. Hiểu rồi chị ơi. Ôi em ơi. Là đó thì ủng hộ em nha, chị em tổng hề vui vẻ. Ai muốn có chồng cái lưỡi trắng chặt. Thôi. Cứ comment. Comment giùm cho em. Ví dụ nhiều khi gì biết mà kem mình tốt hay không là ta nó quan sát cái lưỡi thằng chồng giùm cho em. Nha. Lưỡi thằng chồng mà nó đen là sản phẩm không tốt, lưỡi thằng chồng mà nó trắng một cái là sản phẩm tươi xanh. Tươi xanh ngon ăn như nồi canh luôn. Tươi xanh nồi canh lúa gì nha. Rồi thôi bây giờ, dạ quý vị ơi, bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, chị em cũng đã mệt rồi nha quý vị nha. Thì bây giờ là có một cái bài hát gì mà để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, bởi vì cái live là live cuối cùng của hai chị em mình rồi. Rồi hả chị? Thực ra là rất là lâu rồi em được livestream gặp gỡ đông người như vậy. Rất là lâu rồi. Mày là lần đầu tiên chứ rất là lâu, mày tưởng mày làm nhiều lần nữa hả?
Thôi mình hát đi nè em ơi. 2, 3, chương trình truyền hình 2, 3. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Chương trình đã hết, đến đây kết thúc chương trình. Và em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye mọi người, xin chào nha. Hẹn gặp lại.